khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp hôm nay của đài IBC. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh nói thêm vũ khí phòng thủ đang trên đường tới Ukraine. Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông hứa hẹn cấp thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraine trong khi điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào ngày thứ Bảy vừa qua. Đây là cuộc trò chuyện mới nhất giữa hai nhà lãnh đạo vốn thường xuyên liên lạc với nhau từ khi chiến tranh bùng nổ. Nhà lãnh đạo Anh nói với ông Zelensky rằng Anh đang gửi thêm vũ khí bao gồm xe cộ, máy bay không người lái và phi đạn chống tăng. Ông Johnson xác nhận với ông Zelensky, Anh sẽ mở lại đại sứ quán của mình tại Kiev vào tuần sau. Ông cũng cập nhật cho nhà lãnh đạo Ukraine biết về những đình danh chế tài mới của Anh nhắm vào những thành viên quân đội Nga và rằng chính phủ Anh đang giúp thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh mà Nga đã thực hiện. Hai người thảo luận về việc Anh liên quan tới những giải pháp an ninh dài hạn hỗ trợ tài chính với những đối tác khác trên thế giới. Thủ tướng kết thúc bằng sự nhắc lại sự ủng hộ vững chắc của người Anh dành cho người dân Ukraine và cam kết sẽ tiếp tục hợp tác đối với những đối tác quốc tế nhằm cung cấp sự hỗ trợ cần thiết giúp cho Ukraine tự vệ. Văn phòng thủ tướng tại thành phố Downing đã chia sẻ những thông điệp như vậy một cách cứng rắn. Nga cho biết đã có thảo luận với Ukraine nhưng chưa có đột phá. Những nhà thương thuyết Nga và Ukraine thảo luận vào ngày 22 tháng 4, trưởng đoàn của Moscow cho biết, nhưng Ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov lại nói những nỗ lực ngoại giao để chấm dứt chiến tranh đang bị đình trệ. Trưởng đoàn thương thuyết của Nga Vladimir Melensky xác nhận một bản tin của hãng thông tấn TASS, một vài cuộc trao đổi đã diễn ra nhưng không đưa ra chi tiết. Hồi đầu tuần, Điện Kremlin nói Nga trao cho Ukraine một đề nghị mới bằng văn bản, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky nói ông chưa thấy cũng chưa hề nghe việc đó xảy ra. Chưa rõ liệu hai bên có thể làm sống lại những nỗ lực hòa bình đang trì trệ hay không. Sau hơn 8 tuần khi Nga xâm lược Ukraine, Ngày 22 tháng 4, ông Lavrov, người trước đây cáo buộc Kiev kéo dài tiến trình hòa bình, lại tỏ ra bi quan về những cuộc đàm phán. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel trong cuộc điện đàm, Kiev cho thấy chưa sẵn sàng tìm kiếm những giải pháp mà hai bên chấp nhận, và ông cáo buộc Ukraine không nhất quán trong những cuộc đàm phán này. Áo cho biết không thể cấm vận khí đốt của Nga. Áo tuyên bố cấm khí đốt tự nhiên Nga là điều không thể và kế hoạch Âu Châu dừng nhập khí đốt Nga năm 2027 là điều tham vọng. Áo phụ thuộc 80% vào khí đốt của Nga. Thật đau lòng khi nói rằng việc cấm vận khí đốt hiện nay là không thể thực hiện đối với Áo cũng như một số nước khác. Bản chất của những lệnh trừng phạt là để cho các nước trụ được lâu hơn Tổng thống Putin và Áo không thể làm điều đó mà không có khí đốt. Đó là điều Bộ trưởng Năng lượng Áo là Lenore Wallisler đã chia sẻ với Die Press, tờ báo nổi tiếng của nước này vào cuối tuần qua. Liên minh Âu Châu và hồi đầu tháng thông báo sẽ dừng nhập cảng khí đốt từ Nga vào năm 2027, sau khi yêu cầu những quốc gia không thân thiện phải thanh toán hợp đồng mua khí đốt bằng đồng rốt. Áo cũng kích hoạt cơ chế khẩn cấp sớm để quản lý nguồn cung khí đốt để giảm phụ thuộc Nga. Tuy nhiên, theo bà Wallisler, thì khó có khả năng Âu Châu ngừng mua khí đốt của Nga theo thời hạn vào cuối năm 2027. Chuyến tàu chở hàng hóa xuất cảng đầu tiên từ Trung Quốc qua biên giới vào Việt Nam. Chuyến tàu chở hàng xuất cảng từ Trung Quốc qua biên giới vào Việt Nam khởi hành từ thành phố Thành Đô, huyện Song Lưu để đến Hà Nội ngày 18 tháng 4, thông tin từ cảng hàng không đường sắt quốc tế Thành Đô. Sau khi khởi hành từ Song Lưu, chuyến tàu sẽ đi qua biên giới ở cảng đường sắt là Pinsian và đi về phía Nam theo tuyến đường sắt Việt Nam Trung Quốc, mất từ 5 tới 7 ngày để đến Hà Nội. Song Lưu hiện nay là cảng kết nối quan trọng ở miền Tây Trung Quốc tới những thành phố lớn xung quanh, nhất là những nước trong khối ASEAN. Chuyến xe lửa chở hàng xuyên biên giới tới Việt Nam lần này có 40 container chở đầy hàng làm từ nhôm với trị giá 32 triệu nhân dân tệ, tương đương 5 triệu mỹ kim của công ty có trụ sở tại Song Lưu. Lãnh đạo thuộc công ty có hàng xuất cảng trên chuyến xe lửa lần này được trích lời trong thông báo rằng công ty này từng xuất hàng vào Việt Nam theo đường xe tải, nhưng đây là lần xuất hàng đầu tiên bằng xe lửa và cách làm này đã giảm 20% chi phí vận chuyển và tiết kiệm tới 30% thời gian. Cô gái kêu gọi đóng góp vốn đầu sư bất động sản để chiếm đoạt 50 tỷ đồng đánh bạc online. Với thủ đoàn kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản, cô lành đã lừa rất nhiều người với số tiền hơn 50 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được cô sử dụng để trả tiền lời cho những người góp vốn còn lại đánh bạc online. Tỉnh Quảng Bình cho biết giới chức đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi lừa đảo của cô Nguyễn Thị Lành sinh năm 1997, sống tại thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bằng hình thức huy động vốn đầu tư vào địa ốc, bước đầu giới chức xác định cô lành lừa hơn 10 người chiếm đoạt số tiền lên hơn 50 tỷ đồng. Trước đó, qua nắm bắt tình hình, những cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Bình phát nhát, cô Nguyễn Thị Lành đã sử dụng thủ đoàn kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Xác minh kỹ tin tức, Phòng Cảnh sát Hình sự Quảng Bình đã lập án điều tra. Sau thời gian vào cuộc thu thập tài liệu chứng cứ thì ngày 19 tháng 1, cảnh sát Quảng Bình đã chủ trì phối hợp với huyện Quảng Ninh và một số đơn vị nghiệp vụ triệu tập cô Nguyễn Thị Lành lấy lời khai. Sau bản tin tập trận chung với Nga, Việt Nam tiếp tục sẽ xác nhận tham dự Army Games 2022 được tổ chức tại Nga. Đoàn bộ quốc phòng của sống Việt Nam đã tham dự hội nghị online chuẩn bị cho Army Game 2022 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức. Báo giới ngày 24 tháng 4 chia sẻ Army Games là một hội thao quân sự quốc tế thường niên do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì. Sự kiện được tổ chức lần đầu vào năm 2015 với gần 30 nước tham gia với hàng chục sự kiện trong hai tuần. Đại diện phía Việt Nam trong cuộc họp về công tác tổ chức Army Games với Nga là ông Phạm Văn Tị, phó cục trưởng cục cứu nạn. Theo bản tin Đoàn Việt Nam dự trù tham gia 14 phần thi của Army Games 2022. Năm nay, Việt Nam nhận đăng cai môn thi vùng tai nạn. Báo giới cho biết thêm, ông Đỗ Đình Thanh, tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp là trưởng đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam, đề nghị Nga phải tạo điều kiện cho đội tuyển xe tăng Việt Nam được sang Nga trước khi diễn ra hội thao để tập luyện chung, làm quen địa hình, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Bản tin Việt Nam tham dự Army Games 2022 của Nga được công bố chỉ 3 ngày sau khi Hà Nội xác nhận tin đã tập trận chung với nước này. Bản tin cộng đồng cho biết rằng giá nhà trung vị tại Orange County lần đầu tiên vượt mức 1 triệu Mỹ Kim. Tin tức từ Nhật báo Người Việt, từng chỉ dành cho những căn sang trọng, giá nhà 1 triệu Mỹ Kim này càng trở nên phổ biến tại quần Cam. Được biết, giá nhà trung vị trong quần Cam vào tháng 3 lên 1.02 triệu Mỹ Kim. Theo dữ liệu từ DQ News QuaLogic. Đây là lần thứ 15 giá nhà trung vị tại quận Cam tăng lên kỷ lục suốt 2 năm qua vì mua bán nhà ồ ạt trong thời gian dịch bệnh COVID-19. Cũng nên lưu ý giá nhà tăng vọt có thể làm giảm sức mua vì doanh số bán nhà tháng 3 đã giảm 19% so với năm ngoái. Trong số 83 khu vực mã bưu điện tức là zip code tại Orange County thì 45 khu vực có giá nhà trung vị 1 triệu trở lên, tăng hơn gấp đôi so với 21 khu vực chỉ cách đây 1 năm. Chúng ta tiếp tục nhìn thấy những căn nhà dưới 1 triệu Mỹ Kim và trên 1 triệu Mỹ Kim, 2 triệu Mỹ Kim, 5 triệu Mỹ Kim, có 3, 5, 8 hoặc là 10 người muốn mua. Đó là điều mà ông Bob Chapman, nhân viên địa ốc của công ty Villa Real Estate tại Newport Beach chia sẻ. Có nhiều trường hợp giá bán cuối cùng được ấn định là vì người mua quá nôn nóng, chứ không phải là vì so sánh với những căn đã bán. Thì trong vòng 19 tháng, giá nhà trung vị tại quần Cam 3 lần vượt mức 100.000 Mỹ Kim và thậm chí vượt qua 1 triệu Mỹ Kim có vài nguyên nhân khiến giá nhà tăng lên là lãi suất cho vay mua nhà thấp kỷ lục nhu cầu mua nhà nhiều hơn và tình hình cung đã không đủ với cầu Kính thưa quý khán thính giả và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp trưa hôm nay thứ hai đầu tuần của đài IBC. Tuy nhà xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình để cho quý khán thính giả có thể liên lạc về số điện thoại 714 892 5717 để biết thêm chi tiết. Và tuy nhà cũng xin cảm ơn tất cả những quý ân nhân và mạnh thường quân đã luôn ủng hộ và đồng hành với hội từ thiện Hoa Sen Việt kết nối từ tâm quý vị có thể đón xem những video và hình ảnh phóng sự trên đài ibc hoặc trên trang facebook hoa sen việt quý vị cũng đừng quên like và subscribe trang youtube của ibc tv là ibc tv official để đón xem rất nhiều những chương trình cập nhật hàng ngày từ nhà xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị một tuần mới sẽ gặt hái được nhiều thành công và an lạc